Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Thời tiết miền Bắc cũng đã bắt đầu nắng ráo trở lại, thì từ mai em sẽ cố gắng em đi tuyển thật nhiều chim cỏ để chia sẻ cho anh em. Còn hôm nay em lên clip cho anh em cùng ngắm và cùng xem một con chim thi và một con chim chòe lửa thuần anh em. Như trước màn hình anh em đang xem, đây là một chú chim thi mới xong lông, em mới bắt lại của anh em. Thì cái con chim này em nuôi một thời gian nữa mà có lửa khói ở chỗ em có hội thi hoặc là rượt rái thì em sẽ mang đi thi hoặc là rượt rái em quay cho anh em cùng ngắm và cùng xem, thì lúc đấy em sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Còn bây giờ thì con chim em bắt về rồi, nhưng mà chỗ em hiện tại là không có hội thi hay là rượt rái gì, tại vì là đang mùa lông anh em ạ. Đó, còn đây chính là cái con chim chòe lửa anh em. Một chú chim chòe lửa thuần em tuyển được và em thấy nó cũng rất là hay. Đây là cái lồng tròn em mới mua được cho nó. Còn đây là đoạn clip mà hôm nọ em mới bắt về, thế là không có lồng tròn, em phải nhốt nó vào cái lồng vuông của chào mào này anh em ạ. Thực sự em mua được cái con chòe lửa này em mới biết là chòe lửa nghịch nó rất là hay anh em. Đó, nó thuần, nó mổ tay rồi nó hót hay, nhìn con chim cũng rất là đẹp anh em ạ. Đó, đợt này em sẽ cố gắng em tuyển cả như là chòe lửa, chim khứa với cả nhiều loại nữa em chia sẻ cho anh em. Còn trước anh em theo dõi kênh của em thì anh em cũng đã biết là em chỉ chia sẻ muối trong màu anh em. Nhưng mà giờ em sẽ cố gắng tuyển nhiều loại, anh em cần loại gì thì anh em cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc anh em nhắn tin qua bên Zalo, Facebook cho em anh em nhé. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em. Em chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em vào một clip gần nhất anh em nhé.